Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn, chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có sự kiện mới là Test Your Luck. Trong đấy chúng ta phải quay ở máy quay phần thưởng và nhận được cỏ ba lá và nhận được phần thưởng nha các bạn. Phần thưởng là bình máu lớn này, katana này, ngôi sao này, hòm súng này, tệp tin của bạn thiết kế này, lại ngôi sao tiếp và hòm giáp nha các bạn. Không còn chần chờ gì nữa, chúng ta cùng thử quay nào các bạn. Rồi, tôi sẽ để auto nha các bạn. Cùng xem sự kiện này dễ hay khó nha các bạn. Và có đáng không? Các bạn ạ, các bạn nhận được 43% cỏ ba lá từ lắp chai các bạn ạ. Có nghĩa là cứ 100 lắp chai nhận được lại, các bạn lại nhận được 43 cỏ ba lá các bạn ạ. Rất đơn giản các bạn ạ. 43 trên 100 nha các bạn. Rồi chúng ta có 8.000 nắp chai, thử quay xuống còn 7.500. Ồ, jackpot các bạn ơi. Được cái gì nào? Được khẩu VSS các bạn ạ. Khẩu này khá là hiếm và có thể chạy sự kiện Bunker 3 vô được các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Tôi thích đấy. Nó lại hợp lý các bạn ạ. Có vẻ như là chúng ta cần rất nhiều lắp chai các bạn ạ. Rất là buồn. Cái phiên bản đầu của sự kiện này cần ít lắp chai hơn các bạn ạ. Nó tuyệt hơn nhiều. Nhưng bây giờ thì tệ quá các bạn ạ. Không ổn, không ổn. Bây giờ chúng ta chỉ quay phần thưởng thôi các bạn ạ. Các bạn cùng thư giãn nào. Lại jackpot các bạn ơi. Cho tôi súng phóng lựu đi nào MGL. Ôi các bạn ơi, MGL quá đã luôn các bạn ạ. Ôi tuyệt vời quá các bạn ơi. Ôi lại jackpot tiếp. Sao mà nhanh thế. Cho tôi khẩu ska đi. Ôi giời ơi, Fiberglass. Nói chung cái này cũng hiếm các bạn ạ. Tôi không chê đâu. Cái đấy hơi bị hiếm đấy các bạn ạ, hơi bị khó kiếm đấy. Nên là các bạn phải lưu ý nha. Nói chung là rất may mắn các bạn ạ. Mà tôi tích lũy được nhiều lắp chai quá các bạn ạ. 8.000 lắp chai liền. Tôi ít khi quay ở cái máy quay phần thưởng này lắm. Hình như là chúng ta giận. Ôi lại jackpot các bạn ơi. Cho tôi khẩu ska đi nào. Khẩu ska cơ. Ôi. Đây là cái nguyên liệu đốt các bạn ạ. Đều thế. Từ 8.000 xuống 8 xuống 7.800. 200 lắp chai các bạn ạ. Chúng ta cùng xem phần thưởng của chúng ta nào. Ô các bạn ơi. Chưa gì chúng ta đã được 430 lắp chai, 430 cỏ ba lá rồi các bạn ạ. Ồ, tuyệt vời thật đấy các bạn ơi. Chúng ta nhận được nhiều cỏ ba lá thật đấy. Tôi không biết là chúng ta có nên tiếp tục quay không. Hôm nay là một ngày đặc biệt nên là chúng ta sẽ tiếp tục quay đến khi nhận được tệp tin của bản thiết kế nha các bạn. Việc quay phần thưởng này khá là lâu nên các bạn có thể tua đến cái đoạn nhận được tệp tin của bản thiết kế nha các bạn.
Vậy là chúng ta đã quay 500 nắp chai, cùng xem nào, nhận được bao nhiêu cỏ ba lá nào các bạn. Nhận được 500 cỏ ba lá các bạn ạ. Từ 8.000 nắp chai xuống 7.500 nắp chai mà nhận được 500 cỏ ba lá các bạn ạ. Như kiểu một đổi một ấy, tôi nghĩ sự kiện này không đáng nữa các bạn ạ. Thôi cùng bỏ qua, thôi không tiếp tục quay nữa các bạn ạ. Nói chung là không ổn các bạn ạ. Đấy các bạn có thể về cái sự kiện này ấy, theo suy nghĩ của tôi về sự kiện này ấy, là các bạn quay phần thưởng là chính, còn nhận phần thưởng là phụ. Lắp chai thì kiểu gì các bạn mà chẳng phải quay, nên là các bạn cứ quay đi, xem được cái gì thì được. Nhưng mà tôi nghĩ là cái sự kiện này tệ các bạn ạ. Nó không tốt tí nào. Tôi không biết nữa, tệ hoặc là tạm được, tôi cũng chẳng rõ nữa các bạn ạ. Nhưng mà nói chung là chúng ta nhận được ngôi sao này kiếm cũng khá là dễ này. Thanh katana cũng hiếm, nhưng mà đặc biệt là ngôi sao này kiếm khá là dễ thì nó cũng xịn các bạn ạ. Các bạn không biết ngôi sao để làm gì thì ngôi sao để mở hòm ở trong đây được rất nhiều phần thưởng xịn luôn các bạn ạ. ATV Tram Mission này, xong rồi sơn xe các thứ các bạn ạ. Tôi nghĩ sự kiện này tôi cũng chẳng biết nữa, chắc là cũng tạm được các bạn ạ. Nó giỏi lên đây. Ôi tôi cũng chẳng muốn nghĩ sự kiện này, nữa. Các bạn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng mà tôi cũng chẳng đánh giá cao sự kiện này đâu. Tôi không thích sự kiện này lắm các bạn ạ. Nhưng mà rất may mắn chúng ta đã được khẩu MGL mấy cả VSS các bạn ạ, rất là tuyệt vời luôn. Vậy thôi tổng kết lại nhé. Vậy thôi tổng kết lại nhé. Tạm được. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.